AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Sự kiện NetEase Connect 2022 vừa qua đã mang tới cho game thủ nhiều thông tin mới về tựa game sinh tồn kiếm hiệp Naraka Blade Point Mobile. Cho những ai chưa biết thì Naraka Blade Point đã được ra mắt trên nền tảng PC vào năm 2021 và tạo được tiếng vang lớn nhờ đồ họa đỉnh cao cùng gameplay hấp dẫn. Game mang tới lối chơi hành động sinh tồn quen thuộc như PUBG hay Fortnite nhưng được biến tấu sang đề tài võ lâm đậm chất Trung Hoa. Với thành công đó và định hướng mở rộng phạm vi tiếp cận người chơi, NetEase chính thức phát triển thương hiệu này trên di động dưới tên gọi Naraka Blade Point Mobile. Theo đó, trò chơi áp dụng công nghệ Unreal Engine 4 để cho ra đồ họa 3D đẹp mắt và chi tiết đến từng đường nét. Bên cạnh đấy là đảm bảo cho các chuyển động đều đạt mức mượt mà, từ đấy đem tới những màn cận chiến gây nghiện cực mạnh cho người chơi. Game sở hữu 60 nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật có phong cách chiến đấu và kỹ năng riêng cùng các điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Trong mỗi bộ kỹ năng của nhân vật sẽ gồm một kỹ năng phụ với chức năng bổ trợ như tăng hồi máu, phòng thủ. Naraka Blade Point Mobile có rất nhiều loại vũ khí tầm xa như súng trường, đại bác, cung nhưng vẫn thiên về dạng đối kháng nhiều hơn khi đề cao khả năng cận chiến. Đó là bởi các nhân vật đều được trang bị kỹ năng phản công như trong thể loại đối kháng. Tuy nhiên, với việc các nhân vật trong game có bộ chiêu thức yêu cầu combo bài bản, cùng với đó là cần nhiều thời gian hồi, và mỗi tay chơi sẽ cần cân nhắc rất nhiều trước khi tung chiêu. Theo đó, ngoài trang bị kỹ năng thượng thừa, bạn cần phải có tư duy chiến thuật để có thể là người cuối cùng còn sống. Hầu như mọi yếu tố quen thuộc của thể loại Battle Royale như vòng bo, nhặt vật phẩm, chiến đấu cùng đồng đội đều sẽ được giữ nguyên. Nhưng mọi pha hành động trong game đều sẽ liên quan tới các động tác chiến đấu võ thuật đậm chất phương Đông, kết hợp với động tác parkour di chuyển của các nhân vật khiến nó trở nên khác biệt so với những sản phẩm cùng thể loại. NetEase cũng xác nhận tất cả anh hùng từ PC sẽ được chuyển sang phiên bản mobile. Game sẽ có khá nhiều thay đổi về cơ chế điều khiển sao cho phù hợp với tính năng cảm ứng trên các hệ máy smartphone. Cùng với đó, máy chủ mobile sẽ độc lập với PC, vì thế bạn không thể chuyển đổi tiến trình hay crossplay giữa hai nền tảng. Đặc biệt hơn hết, Naraka Blade Point Mobile sẽ hoàn toàn miễn phí thay vì là một game trả phí như bản PC. Bên cạnh đấy, sản phẩm cũng chính thức công bố cấu hình để các game thủ có thể chiến game mượt mà. Ngoài ra, NetEase cũng đã xác nhận số lượng đăng ký trước Naraka Blade Point Mobile đã vượt ngưỡng 1 triệu người. Đây quả là con số ấn tượng trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng. Hứa hẹn tựa game sẽ tạo ra bước đột phá trên thị trường cho thể loại sinh tồn võ hiệp cổ trang. Cho đến nay, thời điểm phát hành chính thức của Naraka Blade Point Mobile vẫn còn là bí mật. Tuy nhiên, các game thủ Việt Nam hãy yên tâm vì trò chơi sẽ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt khi ra mắt để bạn trải nghiệm dễ dàng. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.